Ta sẽ đến với một trong những hậu vệ cánh phải đỉnh nhất của game tại là Doomfire. Doomfire thì mùa giải hiện tại anh thi đấu ở vị trí B và chỉ số chung là 68. Cầu thủ này đang thi đấu câu lạc bộ PSV giải vô địch ra Hà Lan, quốc tịch Hà Lan, 6 cao quá ấn tượng, 8 cho vị hậu vệ cánh phải, cân nặng 80 kg, thế chân thuận trái 2 phải 5. Ngày sinh năm và chỉ số gốc bao gồm chấm pin xa mà tốc độ 3 sao kỹ thuật, đã từng thi đấu cho Sparta Rotterdam Band, bóng của Đoàn Văn Hậu, và bây giờ PSV Eindhoven. Ở B thì Dung nổi bật ở thể lực, tốc độ, khả năng phòng ngự tôi ấn tượng ở đồng đều. Ngày của cô 6 mạnh thế, hãy rất ấn tượng. Để vụ này ở vị về bạn để như thế nào? Tham gia tấn công. 01 3 thôi. Xếp hạng. Em cầu thủ này thì ở quốc gia vừa rồi đã được sử dụng chọn số 1 mãi trong các đội hình. Ngoài khả năng tốc độ sức lực ra thì đúng biết còn có kỹ năng tấn công và phòng sắt, một số 09 với thể hình vượt trội của mình anh dễ dàng áp đảo các tiền đạo đối phương. Khả năng 09 trong in game biết có một cao to đen hôi. Do thể hình độ nên khi mà đua tốc với thủ có tốc độ nhanh và khéo léo Van Cruyff thì theo kịp. Bóng bung một rất ấn tượng, phải phạm lỗi thì mới là với bóng được. Tốc nhanh năng bóng và anh ba sao kỹ thuật khi áp lên cổng vệ cũng rất hoa mỹ.
Ngoài kỹ năng phòng ngự xuất sắc ra thì Đúc Vít không ngại tông húc với bất kỳ tiền đạo tua cao nào bên bạn. Anh sở thực sức mạnh khá đầm người. Khả năng tông húc rất tốt của Đúc Vít là một lợi thế trong trận đấu. À, bóng xoay chuyển hai quả cột dọc rồi. Cản phá cũng tương tốt nhanh. Tuyệt vị của Dũng. Hay. Cánh mà quay chuyện. Cầu kỹ thuật tài hoa vậy. Ô. Bạn có một hàng phòng ngự. Rất may mà. Hay. Ui. Căng vào. Biết là một toàn diện phòng thủ rất tốt. Khá chắc chắn trong phòng. Rất lợi hại trong tấn công. Sau chạy cánh. Đá Hà Lan. Nay 23 tuổi. Cơ hội thời gian để hiện mình. Đá Hà Lan hiện tại thì đang sở hữu trong những cánh tài của Đúc. Định mình cần phải chuyển sang một cao hơn.
Anh này là cũng La Liga hoặc Serie tố về thể chất là rất tốt đối với hay nào. Bạn thấy là khả năng xong rồi. Ui. Xong rồi, chân không thuận. Hot boy Công Phượng thì vọng này cũng tan. Sao không? Đầu này Công Phượng tỏa sáng rực rỡ. Làm tắt điện hoàn toàn luôn. Ăn vạ. Đầu đúng. Trai. Ta đang review. Chấn thương ư? Không sao hết. Không sao hết. Rất luôn. Cầm ra cà phê. Chúng ta có một bàn danh dự. Dumfries. Rất là đầm. Trận vừa đầm vừa phê thật. Đầm phê. Nên là cũng rất nhạy. Gì đây ạ? À? Qua người luôn. Đấy. Đâu?